Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Minh Khải 16 tuổi quê Đồng Tháp cho công an thành phố để xử lý về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Khải và anh Nguyễn Thanh Hữu 23 tuổi quê tại Nghệ An cùng là nhân viên bảo vệ tại một quán ăn ở phường An Phú, quận 2. Trong lúc làm việc, hai bên có xích mích và cự cãi nhau vì Khải cho rằng Hữu có nhận được tiền boa của khách gửi xe nhưng không chia cho Khải. Thấy Hữu đang ngủ, Khải lấy dao đâm vào ngực trái của nạn nhân. Bị tấn công, Hữu bật dậy thì Khải đâm thêm một nhát vào mặt rồi vứt dao bỏ chạy. Sáng hôm sau, Khải vẫn đi làm bình thường. Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng tình nghi Khải là đối tượng gây án nên mời về làm việc và Khải đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao Trương Đức Quang 29 tuổi, ngụ tại quận 6 cho công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi giết người. Trước đó, quen biết qua mạng xã hội nên vợ ông Hà và Quang nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai dọn về nhà Quang sống chung. Trong lúc ở chung, vợ ông Hà kể chuyện trước đây thường xuyên bị chồng đánh đập dã man. Bực tức, Quang đã nảy sinh ý định trả thù cho người tình lớn hơn mình 11 tuổi. Quang đi xe máy bất ngờ xông vào nhà ông Hà, dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau đó, Quang bị công an cùng người dân về bắt và thu giữ con dao gây án và một khẩu súng bắn bi trong người Quang. Quang khai vì quá thương và không chịu nổi cảnh người tình trước đây bị chồng đánh đập dã man nên không kiềm chế được bản thân đã ra tay sát hại ông Hà. Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại cảng cá Sa Huỳnh. Trước đó, tại cảng cá Sa Huỳnh, anh Võ Văn Truyền, 39 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh, đang ngồi với ông Phạm Sanh, 55 tuổi và một số người khác thì đối tượng Phạm Tấn Đức, 35 tuổi, ngụ cùng xã đến xảy ra xô xát với ông Sanh. Thấy Đức đánh người lớn tuổi nên Truyền đánh Đức nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Đức đi xuống tàu cá, lấy con dao quay lại thì bị Truyền dùng cây rượt đánh. Bực tức, Đức đâm một nhát vào bụng Truyền khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong lúc công nhân đang bơm bê tông tươi chờ tầng lầu thứ 2 của căn nhà tại dốc Cô Sáu thị trấn An Thới, thì bất ngờ toàn bộ hệ thống giàn giáo chống đỡ bên dưới bị đổ sập. Khoảng 30 phút sau, một máy đào và một cần cẩu hạng nặng được điều tới hiện trường để cứu người bị thương ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, có 4 công nhân xây dựng và chủ nhân căn nhà bị thương. Trong đó có một người bị thương nặng do bị đè bên dưới đống bê tông sắt thép. Cả 5 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Được biết, nhà thầu thi công căn nhà bị sập nói trên ngụ tại thị trấn An Thới. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được điều tra làm rõ. Trên đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc xe tải mất thắng rồi lao vào giải phân cách, lật ngang đường, gãy rời nhiều bộ phận, tài xế kẹt trong cabin. Thông tin ban đầu, xe tải này chạy hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An đến thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, bất ngờ mất thắng, tông gãy cột biển báo giao thông, leo lên giải phân cách giữa hai làn đường và lật ngang. Sự cố làm 3 cuộc sắt trên xe văng ra khỏi thùng, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị gãy. Tài xế kẹt trong cabin, phát hiện vụ việc, người đi đường cậy cửa đưa tài xế ra ngoài, bị thương với nhiều vết cắt trên người do kính bể.